Lý Vũ Đồng và thiếu gia nhà họ Phó, Phó Tần, yêu nhau được 3 năm. Trong một buổi tiệc cô phát hiện anh ta đã cắm sừng cô, mà cô gái anh ta cặp kè, không ai khác chính là bạn thân của cô, Từ Nhiễm. Sau khi chia tay, Lý Vũ Đồng trực tiếp chọn một ông chú cao to đen thơm. Sau đó, Phó Tần giờ đã là người yêu cũ, chạy tới cầu xin. Vũ Đồng, em kêu chú hai mở khóa thẻ ngân hàng của anh đi mà. Lý Vũ Đồng thong dong trả lời hỗn láo, gọi thím hai. Câu chuyện sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Tại sao Lý Vũ Đồng lại bắt Phó Tần gọi cô là thím hai? Ông chú kia rốt cuộc là ai? Mời quý khán thính giả theo dõi câu chuyện tình yêu hài hước hấp dẫn này trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Hãy cùng ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. khi bữa tiệc diễn ra tự nhiên lý vũ đồng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa cô bạn thân từ nhiễm và bạn trai của cô phó tần lý vũ đồng đánh rơi đũa định cúi xuống nhặt thì tình cờ nhìn thấy tin nhắn điện thoại mà phó tần để trên bàn đó là tin nhắn với từ nhiễm thấy cô nhìn vào màn hình điện thoại phó tần lập tức hốt hoảng và vội vàng tắt màn hình vũ đồng lý vũ đồng cười nhìn phó tần sao vậy sao anh không ăn nữa à thấy vẻ mặt thoải mái của anh ta bàn tay cầm đũa của cô trở nên trắng bệch khi cô chuẩn bị về nhà phó tần muốn hôn cô chúc ngủ ngon như thường lệ nhưng cô lập tức lùi lại sau nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh ta và cười nói hải sản hôm nay không tươi lắm bụng em hơi khó chịu em về trước nhé anh ta lập tức nói vậy em mau trở về nghỉ ngơi đi có cần anh mua thuốc cho em hay không thấy dáng vẻ vẫn ân cần của phó tần lý vũ đồng chậm rãi nói không sao ở nhà em vẫn còn thuốc bước vào phòng lý vũ đồng gọi điện thoại giúp tôi tìm thông tin một người trong vòng một giờ một bức ảnh đã được gửi đến cho cô bạn trai cô phó tần và từ nhiễm đang hôn nhau ở cổng lý vũ đồng với tâm trạng vui vẻ lưu hết đống ảnh đó lại tiện tay gửi cho vị thám tử kia thêm ít tiền vị thám tử rất tận tâm và hứa sẽ gửi tin nhắn cho cô sớm nhất nếu anh ta phát hiện giữa hai người họ có thêm bất cứ hành động nào. Lý Vũ Đồng lấy cớ đi công tác để bạn trai và bạn thân lơ là cảnh giác. Có lẽ là bởi vì không có cô ở đây, hai người bọn họ càng thêm thoải mái, cả ngày liền dính lấy nhau. Hai người họ đang ở khách sạn, phòng số 323. Trước khi đi Lý Vũ Đồng thay quần áo, đến nhà phó tần và lấy hết đồ cô đưa cho anh ta từng thứ một. Đóng gói cả một hộp lớn và ném nó vào thùng rác. Đồ của cô mà bị người khác động vào Thật dơ bẩn Nhân tiện Lý Vũ Đồng gọi cảnh sát Chống mại dâm là trách nhiệm của mỗi công dân Khi cô đến khách sạn đang rất đáo nhiệt Có chuyện gì đã xảy ra vậy Một nhóm cảnh sát đứng trong phòng Còn có hai người đang mặc quần áo Trông có vẻ rất bối rối Khoảnh khắc nhìn thấy cô Khuôn mặt của phó tần trở nên tái nhợt ngay lập tức Vũ Đồng Sao em lại ở đây Vũ Đồng Cậu từ nhiễm chết lặng Lý Vũ Đồng nhìn hai người bọn họ cười ra tiếng anh đoán xem Lý Vũ Đồng bước tới giới thiệu danh tính với cảnh sát rồi bình tĩnh rút điện thoại ra chụp hai tấm ảnh Vũ Đồng Đông Đông em nghe anh giải thích đã Vũ Đồng hai người bọn họ vội vàng hét lên cô trở tay cho mỗi người một bà tay một cặp ngu ngốc Phó Tần muốn đuổi theo cô nhưng bị cảnh sát chặn lại anh ta đứng ở cửa và hét lớn. Vũ Đông, Vũ Đông, em nghe anh giải thích đi, là cô ta dụ dỗ anh. Lý Vũ Đồng cười, nhưng cô biết anh ta cũng chỉ vì muốn sự đầu tư của nhà cô. Vậy mà đến người anh ta yêu, anh ta cũng có thể mang ra làm bia đỡ đạn. Lý Vũ Đồng quay lại và lấy bức ảnh ra. Có thật không? Trong ảnh, anh ta ở nhà ai đó cả ngày. Đều không phải cái gì tốt, giả vờ gì chứ. Đồng đồng, em, em đã cho người theo dõi anh em không tin tưởng anh sao phó tần rất ngạc nhiên lý vũ đồng muốn vả vào cái miệng của anh ta lý vũ đồng lấy chiếc gương ra đúng thế anh xem lại đức hạnh của anh đi chúng ta chia tay ánh mắt cô rơi vào người bạn thân đứng bên cạnh đồ tôi không cần cậu cũng muốn thật là buồn nôn lý vũ đồng đi thẳng vào cửa thang máy phó tần liên tục thừa nhận sai lầm của mình thấy cô không có một chút để ý nào anh ta dứt khoát bất chấp tất cả, tức giận và nói. Lý Vũ Đồng, cô có tình mới à? Lý Vũ Đồng quay người lại, đang định phát ra âm thanh thì ánh mắt đột nhiên dán vào một người. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, nhẹ nhàng dựa vào tường, trên ngón tay kẹp điếu thuốc, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài nổi bật. Lý Vũ Đồng nhấc chân, lập tức bước tới và ôm lấy tay anh ta. Ghé sát vào tay anh ta và nói Anh đẹp trai, cho tôi mượn một nụ hôn được không anh ta nhìn cô và đột nhiên mỉm cười được bàn tay to khỏe mạnh đỡ lấy eo cô không một chút do dự hôn cô một nụ hôn liền rơi xuống lý vũ đồng quay lại và nhìn phó tần tôi có tình yêu mới rồi chú chú hai phó tần từ phía sau không thể tin nổi lý vũ đồng ngước lên nhìn người trước mắt chú hai lý vũ đồng ngồi cạnh phó hâm và rụt cổ lại lý vũ đồng đã nghe thấy cái tên phó hâm không biết bao nhiêu lần từ cha cô chẳng qua là tuổi còn trẻ có triển vọng không đi theo con đường thông thường không thích kết bạn không biết con gái nhà ai có được phúc khí này còn là người anh em tốt của ông ấy vừa rồi em không phải rất có dũng khí sao làm sao bây giờ bộ dạng lại như con rùa rụt cổ thế lý vũ đồng sắp khóc hu 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 làm sao mà cô biết được anh ta để một ngón tay trên càm cô bắt cô ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt của phó hâm theo phản xạ dạ, cô bất chợt run lên phó hâm cười nói sợ tôi sao thế nào là tôi bắt nạt em à lý vũ đồng lắc đầu anh không bắt nạt cô là cô bắt nạt anh anh ta từ bên cạnh lấy ra một chai nước hoa quả ném vào người cô uống đi uống xong rồi nói lý vũ đồng cúi đầu xuống và bất ngờ phát hiện ra đây là loại nước trái cây yêu thích của mình Thật không ngờ, Phó Hâm cũng thích uống nước ép trái cây này. Lý Vũ Đồng miễn cưỡng nhấp một ngụm, sau đó thành thật giải thích sự tình. Nghe đồn Phó Hâm là người hay thiên vị người mình. Nếu anh ta muốn làm cô khó xử, cô chỉ có thể tìm cha cô thôi. Phó Hâm dựa vào chân ghế tùy ý đổi tư thế ngồi. Những đứa trẻ được Phó Gia dạy dỗ thật sự càng ngày càng mất mặt. Đi thôi, đổi đến Phó Gia. Người lái xe phía trước lập tức nói. Vâng, anh Phó. Lý Vũ Đồng kinh ngạc nhìn Phó Hâm. Đến Phó Gia á? Phó Hâm quay đầu lại, nhìn cô mở to hai mắt, nhếch khóe môi. Người trẻ tuổi như vậy, hai cái tát đủ không? Tất nhiên là không đủ. Nhưng... Lý Vũ Đồng rụt rè nhìn Phó Hâm. Anh không phải là người nhà Phó Tần sao? Tại sao tôi phải đứng về phía Phó Tần? Phó Hâm hỏi cô. Bởi vì anh là chú hai của Phó Tần. Lý Vũ Đồng nghĩ đó là điều hiển nhiên. Lại đây anh gọi cô lý vũ đồng không rõ nguyên nhân liền đến gần anh ta hơn eo liền bị anh ta ôm lấy làm cô trực tiếp ngã vào trên người anh ta mùi nam tính nồng đậm xâm chiếm hơi thở của cô trên đầu cô anh ta vừa cười vừa nói ta vẫn có thể phân biệt được bạn gái và cháu trai nha bạn gái nghe hai từ này tim cô lỡ một nhịp lý vũ đồng vội vàng đứng dậy không không tôi chỉ muốn nuốt lời à anh nheo mắt nhìn cô những lời định phủi sạch mối quan hệ này mắc kẹt ở họng cô đến rồi xuống xe thôi lý vũ đồng chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã mở cô buộc phải theo anh ta vào phó ra mọi người trong gia đình họ phó đều ở đó và ngay khi cô bước vào cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý phó hâm đây là chú trương phiền chú đi lấy roi của ta ra đây phó hâm không đợi những người khác phản ứng trực tiếp và nói Tiếp theo anh gọi cho Phó Tần Sau 10 phút Phó Tần chạy vào nhà Khi anh ta nhìn thấy Phó Hâm Đôi mắt anh ta tràn đầy sự sợ hãi Chú hai Phó Hâm phất roi trong tay Quỳ xuống Phó Tần sợ hãi Chú hai Những người xung quanh cũng vội vàng đứng dậy Nhìn Phó Hâm rồi vội vàng khuyên bảo Tiểu Hâm Có chuyện gì mà không nói cho rõ được Người nhà không cần thiết phải động thủ Để cho nó giải thích cái đã phó hâm hơi nhướng mày không kiên nhẫn nhìn phó tần tự mình quỳ xuống nếu không đừng trách chú phó tần không dám nói gì vội vàng quỳ xuống anh ta không ngừng cãi lại chú hai cháu có làm sai gì đâu cháu vô tội mà phó hâm cụp mắt khẽ vuốt roi vô tội vút roi thứ nhất không kịp đề phòng vừa nghe thấy tiếng hét của phó tần cô đã không kìm được mà cúi đầu cười Tiếng kêu này so với tiếng chó sủa hình như dễ nghe hơn hẳn. Anh ta ngẩng đầu lên, đang định xem lại roi thứ hai, thì liền bắt gặp ánh mắt của phó hâm. Lý Vũ Đồng hốt hoảng quay đầu lại. Wow, xem náo nhiệt bị bắt tại trận, cảm giác cũng quá kích thích đi. Đang định trốn vào một góc nhỏ quan sát, một bàn tay nóng bỏng đột nhiên đặt trên eo của cô. Lý Vũ Đồng ngước mắt lên, lại bắt gặp đôi mắt như cười như không của phó hâm. Sợ cái gì, cứ nhìn cho tốt vào ngay lập tức phó hâm trực tiếp kéo cô đến bên cạnh anh một tay cầm roi và quất xuống thật mạnh hãy suy nghĩ về những gì mà cháu đã làm bằng không mấy roi này chú sợ cháu chịu không nổi đâu phó tần thống khổ hét lên có lẽ là biết cách hành xử của chú hai nhà mình vội vàng lớn tiếng nói chú hai cháu sai rồi cháu sai rồi người phụ nữ đó chủ động là cháu bị cô ấy lừa Nhìn Phó Tần vẫn ngụy biện, cô cười khẩy. Lý Vũ Đồng trực tiếp bước tới trước mặt anh ta, mặc kệ đang trong nhà họ Phó, giơ tay lên tắt mạnh vào mặt anh ta. Phó Tần, anh thực sự nghĩ rằng tôi đã chết rồi à? Phó Tần che mặt, nghiến răng kêu lên. Lý Vũ Đồng, vút. Lời vừa dứt thì roi lại dáng xuống. Tên của cô ấy là cho cháu tùy tiện gọi à? Phó Hâm rút một điếu thuốc ra, tùy ý nói. Chú hai, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi phó hâm giỏi cưỡi ngựa ngoài cưỡi ngựa anh ta còn thích thuần phục những con ngựa hung dữ nghe nói trong tay anh ta kể cả những con ngựa ngỗ ngược nhất cũng có thể trở nên ngoan ngoãn hơn nữa phó tần là một kẻ nhát gan cha mẹ của phó tần không thể đứng nhìn được nữa vội vã chạy tới tiểu hâm phó tần vẫn còn là một đứa trẻ tại sao chúng ta không thể ngồi xuống và nói chuyện với nó nó là cháu ruột của em mà Phó Hâm nhìn hai người bảo vệ Phó Tần phía sau anh ta là do anh chị quá cưng chiều đó nên nó mới không kiêng nể ai như vậy. Phó gia chúng ta khi nào lại có loại hành vi như thế này xảy ra? Nghe thấy từ hành vi cha mẹ của Phó Tần quay đầu lại. Phó Tần còn đã làm ra chuyện gì vậy? Nếu nó không nói được vậy thì em nói đi. Trước khi Lý Vũ Đồng phản ứng lại Phó Hâm đã đẩy cô về phía trước. Thấy mọi ánh mắt đang nhìn sang, Lý Vũ Đồng quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cầu xin của Phó Tần. Ngay lập tức cô tiến lên về phía trước và mở bức ảnh chụp. "Là như thế này." Sau khi nghe lời giải thích của Lý Vũ Đồng xong, mọi người trong gia đình họ Phó đều trầm mặc. Cha mẹ của Phó Tần thậm chí còn trực tiếp đẩy Phó Tần ra trước, với vẻ mặt lạnh lùng. "Đánh đi." Phó Hâm thản nhiên ngồi trên sofa cười nói, "Quỳ xuống đây." Phó Tần quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt. Anh ta định nói cái gì đó, lại nghe Phó Hâm bình tĩnh nói, còn muốn thêm mấy roi nữa. Phó Tần lập tức run rẩy, nhìn Lý Vũ Đồng và vội vàng nói, Vũ Đồng, tất cả là lỗi của anh, anh biết anh sai rồi, sau này anh không dám thế nữa. Xin em hãy tha thứ cho anh. Phó Hâm nhét cây roi vào tay Lý Vũ Đồng, em biết dùng không? Cô đã học cưỡi ngựa nhưng cô không giỏi dùng nó. Không sao đâu. Đứng ra đây." Phó Hâm nói. Lý Vũ Đồng ngơ ngác đứng dậy, đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng hơi thở mạnh mẽ, tim cô đập dữ dội ngoài dự kiến. Phó Hâm cao lớn, khom người xuống và nắm lấy tay cô bằng những ngón tay của anh ta. Mặt bên nằm ở phía bên phải, cổ tay truyền lực cho các ngón tay, động tác có thể chậm nhưng lực thì phải tập trung. Đôi mắt của anh sắc bén, hướng dẫn cho cô biết đánh chỗ nào không? Tâm trí cô trở nên rối bời và trông cô có vẻ u mê. Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai. Ngay sau đó, ngón tay của cô được huy động. Cây roi trong tay dường như có chủ ý của nó, lao thẳng về phía phó tần. Khoảnh khắc Lý Vũ Đồng nghe thấy tiếng hét của phó tần. Cô như trong mộng mới tỉnh dậy và cô nghiêng mắt nhìn sang. Phó hâm quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng cười thản nhiên, tâm tình rất tốt. Thật là một học trò ngoan, Tài Lý Vũ Đồng đỏ bừng, cô thậm chí không nghe thấy gì nữa. Anh ta không buông tay cô ra, ngược lại nắm lấy tay cô, tùy tiện ném cây roi xuống sofa. "Đi thôi." Lý Vũ Đồng đành phải đi theo Phó Hâm, quay người đi ra ngoài. "Đợi một chút." Ông lão ngồi ở ghế chính không nói gì, đột nhiên lên tiếng. "Phó Hâm dừng lại." "Ba, còn có chuyện gì sao?" Ông già đứng dậy nhìn Lý Vũ Đồng dò xét vừa lúc cảm thấy không ổn thì phó hâm liền che trước mặt cô ba cẩn thận mẹ con đội mồ sống dậy tìm ba đồ bất hiếu mày đang nói cái gì vậy ông lão ngồi trên ghế gọi cô cô gái nhỏ nhà họ lý đi lên đây lý vũ đồng lúng túng nhưng phó hâm nhìn cô và cười đi đi lý vũ đồng không biết tại sao vì vậy cô cứ đi theo ông già lên lầu sau khi bước vào thư phòng cô cảm nhận được bầu không khí trang trọng bên trong cô càng hồi hộp hơn ông già không định tính sổ với cô đấy chứ ông già đột nhiên mở miệng với một giọng nói dễ chịu con cùng phó hâm của ta quen nhau từ khi nào hắn đối với con có tốt không cái thằng nhóc phó tần đối với con đúng thật là không xứng phó hâm còn có một chút miễn cưỡng khi nào thì con kết hôn thằng nhóc phó hâm đó tính tình không tốt nó bắt nạt con thì nói với ta trong này có một trăm triệu để cho con tiêu vặt nếu không đủ thì ba sẽ mở thêm thẻ cho con." Ông già đi tới, không đợi cô từ chối, trực tiếp nhét mấy tấm thẻ vào tay cô, chớp mắt và nói, "Mật khẩu đều là ngày sinh của Phó Hâm." "Sinh nhật của Phó Hâm?" "Được rồi, được rồi, ta không giữ con lại nữa. Con không biết lòng dạ thằng nhóc Phó Hâm kia hẹp hòi thế nào đâu. Hồi hắn còn nhỏ, ta lén lấy của hắn một viên kẹo, hắn đều có thể chạy đến thư phòng của ta kêu nửa ngày." Ông lão vui vẻ cười nói, còn có thể so với viên kẹo đó còn lớn hơn lý vũ đồng chưa kịp phản ứng thì có tiếng khó cửa ba ba làm sao vậy ông lão lập tức nhìn cô với vẻ mặt thấy chưa đã bảo mà rồi từ từ bước tới mở cửa vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc ta có thể ăn vợ của con sao phó hâm đứng ở ngoài cửa thản nhiên và cười nói ba đừng đùa con gái nhà người ta sẽ xấu hổ đó khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, mặt cô bỗng đỏ bừng. Sau khi lên xe, Lý Vũ Đồng đem tấm thẻ trong tay trả lại cho Phó Hâm, có chút mất tự nhiên nói: "Phó Hâm, đây là tấm thẻ vừa rồi ông nội đưa cho cháu, trả lại cho chú đó." Phó Hâm liếc nhìn tấm thẻ trong tay cô. "Ông nội?" Lý Vũ Đồng ngước lên và nhìn Phó Hâm một cách khó hiểu. "Ừ, không phải sao?" Những ngón tay của Phó Hâm nắm chặt lấy cổ tay Lý Vũ Đồng. Cô không kịp đề phòng mà ngồi lên đùi anh Tay anh không buông lỏng Mà từ từ siết chặt quanh eo cô Ánh mắt anh sâu thẳm Bên trong tràn đầy nghiền ngẫm Giọng điệu nhàn nhạt nói Trông tôi già lắm sao Mặt lý vũ đồng đỏ bừng Cô vội vàng từ trên người hắn xuống Chú hai Đột nhiên cháu nhớ là cháu có việc Hay là... Vũ đồng Đột nhiên nghe phó hâm gọi tên của cô Cô có một chút giật mình Hả? phó hâm buông lý vũ đồng ra ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau nhẹ nhàng búng vào chắn cô một cái không đau gọi tôi là chú hai tôi cảm thấy áy náy lắm tại sao chú lại cảm thấy áy náy miệng lý vũ đồng nhanh hơn não khi nhận ra ánh mắt phó hâm đang nhìn sang anh tùy ý gõ gõ lên thành ghế đương nhiên một cô gái so với tôi nhỏ tuổi hơn nhiều tôi còn muốn giả làm bạn trai người ta bằng cách hôn một cái thật sự thấy tội lỗi quá một cô gái so với tôi nhỏ tuổi hơn nhiều Hôn một cái giả làm bạn trai Cảm giác tội lỗi Đầu Lý vũ đồng quay đi Tim cô đập loạn xạ dạ. Cô biết cô gái này là ai Chú hai lúc vừa nãy Phó hâm Phó hâm ngắt lời cô Lý Vũ Đồng nghiến răng. Phó Hâm. Phó Hâm có vẻ rất hài lòng. Đưa cô ấy về nhà. Lý Vũ Đồng lập tức co do trong góc xe. Vừa thở ra một hơi, chưa kịp thở xong thì một bàn tay đã vươn ra túm lấy gáy cô em trốn xa như vậy làm gì nhìn về phía phó hâm lý vũ đồng nghĩ mình cần phải giải thích phó hâm thật ra chuyện hôm nay là ngoài ý muốn cháu giọng cô đột ngột dừng lại và khi bắt gặp ánh mắt của phó hâm cô cảm thấy có một chút áy náy vô cớ phó hâm nhìn cô và đột nhiên nói em không định chịu trách nhiệm sao toang rồi phải chịu trách nhiệm lý vũ đồng có một chút nói lắp phó hâm nhìn cô và đột nhiên nghiêng người về phía trước cô buộc phải ngả người ra sau và hoảng sợ nếu không phó hâm nói đây là nụ hôn đầu tiên của anh lý vũ đồng ngẩn ngơ nụ hôn đầu với giá trị của phó hâm trong giới kinh doanh nụ hôn này ít nhất phải có giá trị hàng chục tỷ nhưng làm sao có thể không tin à phó hâm nhìn cô rồi cười híp mắt không tin à Thử lại xem. Hả? Thử thế nào? Lý Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Phó Hâm, "Thử thế này xem sao." Cánh tay anh móc vào eo cô, cơ thể cô bất ngờ ngã vào người anh, trước khi cô kịp phản ứng, anh bất ngờ hôn cô, tim cô đập điên cuồng. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, trên mặt mang theo nụ cười. "Thế nào?" "Cái gì? Cái gì?" Sau khi nhận ra Lý Vũ Đồng vội vàng đứng dậy, đỏ mặt tía tai nói, anh nói dối rõ ràng là rất có kinh nghiệm phó hâm cười nói anh tự học mà khi xe dừng lại lý vũ đồng bỏ chạy nằm trên giường vừa mở điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của phó tần đồng đồng anh sai rồi anh biết mình sai rồi em đánh anh mắng anh cũng được nhưng em làm ơn có thể thuyết phục chú hai mở thẻ cho anh không phó hâm đóng băng thẻ tín dụng của phó tần à lý vũ đồng cảm thấy rất vui sau khi trả lại cho anh ta một câu anh mơ đi lý vũ đồng đã trực tiếp chặn mọi thông tin liên lạc của anh ta cảm ơn đã nhắc nhở ngày hôm sau vừa đến công ty một bóng người mắt sưng húp bước nhanh tới vũ đồng nhìn người phụ nữ trước mặt ánh mắt lý vũ đồng vô cùng lạnh lùng đừng gọi tên tôi nhìn thấy mặt từ nhiễm làm cho cô buồn nôn quá đấy đồng đồng mình thực sự không cố ý mà là anh ta anh ta chủ động nói anh ta thích mình tình yêu thì hay mù quáng mà mình không thể không nghe theo con tim mách bảo được tay từ nhiễm nắm lấy tay áo cô cậu sẽ tha thứ cho mình chứ nếu tôi không tha thứ thì sao lý vũ đồng mỉm cười nói vũ đồng cậu xuất thân từ gia đình tốt cậu có bố mẹ yêu thương thành tích học tập cũng tốt vậy cậu nhường anh ta cho mình đi bọn mình là thực sự yêu nhau từ nhiễm có một chút khó chịu từ khi đi học cậu đã hơn hẳn mình mình có bao giờ so đo với cậu đâu sao có cái này mà cậu không nhường cho mình được lý vũ đồng nhìn từ nhiễm mà buồn cười khi còn đi học để cô ta không cảm thấy tự ti cái gì cô cũng đều mua cho cô ta một bản không ngờ cô lại nuôi ong tay áo cậu muốn so sánh cái gì lý vũ đồng nhìn từ nhiễm một cách nghiêm túc rồi lấy điện thoại ra dù cho các sao kê thanh toán thời gian lâu rồi bị mất nhưng mấy tháng gần đây thì cô vẫn còn nguyên từng cái, từng cái một. Nếu mà muốn so đo, thì cậu xứng... Vẻ mặt từ nhiễm lập tức cứng đờ. Cái này, cậu tự mua cho tôi, tôi không có xin. Lý Vũ Đồng bình tĩnh mở lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ và chuyển sang cuộc gọi trò chuyện sinh nhật gần đây. Đồng đồng, mình đang thích một chiếc túi hàng hiệu, nhưng giá nó tận 70 triệu. Mình không cần bất kỳ món quà sinh nhật nào cả, mình chỉ thích nó thôi sau đó cô giơ hình cái túi đó ra cho cô ta xem nếu tôi nhớ không nhầm thì cái túi này hiện vẫn đang ở trên bàn của cậu nhỉ đúng là tình yêu mù quáng sau khi được lý vũ đồng mua tặng cô ta lại tự hào khoe với mọi người là tự mua nó trước đây cô không thèm để ý nhưng bây giờ cô bảo tôi có nên in biên bản mua hàng ra và giá nó trong toàn công ty không nhỉ cô dám từ nhiễm hét lớn với khuôn mặt dữ tợn lý vũ đồng mỉm cười chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt cô ta nhớ kỹ từ nay về sau tránh xa chị đây ra chị chị em em chát Lý Vũ Đồng tát Từ Nhiễm một cái thật mạnh cô vung bàn tay đã bốc lửa lần sau nếu như cậu lại làm phiền tôi tôi không ngại đánh cậu trước mặt mọi người đâu Lý Vũ Đồng Từ Nhiễm cuồng loạn hét lên muốn mọi người trong công ty biết thì cứ hét to lên đi Lý Vũ Đồng vừa dứt lời thì cô ta im mặt Cô quay lại, tự diễu cười cười. Chật chật, cô trước kia chắc là bị lừa đá vào đầu rồi. Lý Vũ Đồng ngẩng đầu, đang muốn trở lại văn phòng, đột nhiên chân cô khựng lại. Ở bên kia, có hai bóng người đứng cách đó không xa, đó là trưởng phòng và phó hâm. Con người của cô run lên, thấy đôi mắt của phó hâm tràn đầy nụ cười. Lúc người quản lý thấy cô quay lại, anh ho một cách lo lắng. Ngón tay Lý Vũ Đồng run lên, cô hiểu rồi đi thôi lý vũ đồng lập tức nhấc chân bỏ chạy khoảnh khắc tiếp theo chờ một chút bước chân cô lập tức dừng lại trong lòng gào lên thật là trùng hợp phó hâm giơ tay không phải muốn đánh nhau sao cứ để họ tiếp tục lý vũ đồng khó khăn quay đầu lại trưởng phòng ngần người sao dám can thiệp vào quyết định của phó hâm dạ vâng ngài phó hai người bọn họ đứng bất động tại chỗ lý vũ đồng nghe thấy phó hâm nói cô còn muốn đứng mãi ở đây à tôi đi ngay đây ạ tôi không nói em khoảnh khắc tiếp theo người quản lý bộ phận đã hiểu thế nào là không nên so sánh quần âu với quần thể thao quản lý chờ một chút nếu quần bị rách thì sao đến đây nghe thấy giọng nói của phó hâm lý vũ đồng còn chưa kịp phản ứng một bóng người bên cạnh đã vội vàng chạy tới chào anh em là từ nhiễm lý vũ đồng đứng đó nhướng mày nhìn vào đôi mắt sáng ngời của từ nhiễm à phó tần có biết rằng đầu anh ta đang mọc rừng không tôi không gọi cô phó hâm nhìn thẳng em đứng đó đi chờ tôi qua nói xong anh bước đến chỗ lý vũ đồng cô kinh hãi chỗ này là cửa công ty lỡ bị phát hiện ra thì sao lý vũ đồng bước lên căng ra đầu gọi một tiếng xếp phó đưa tay ra lý vũ đồng nhìn phó hâm khó hiểu rồi đưa tay ra nhìn bàn tay đỏ ửng của cô phó hâm giơ tay trực tiếp nắm lấy xì tay cô đau nhói em thật là vô dụng đánh người bằng tay không phải là vô dụng hay sao giọng nói của phó hâm có sự ghét bỏ vậy thì dùng cái gì lý vũ đồng không hiểu tất nhiên là tôi dùng thứ mà cô ta để tâm nhất cô bị sa thải lý vũ đồng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn về phía tử nhiễm tử nhiễm không ngờ tới sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt anh anh đang nói cái gì Phó hôm chỉ đơn giản là cầm điện thoại di động lên thực hiện một cuộc gọi, liếc nhìn biểu hiện trên mặt Từ Nhiễm. Tôi thấy Từ Nhiễm làm việc không tốt, báo phòng nhân sự sa thải cô ta đi. Lý Vũ Đồng không biết anh ta nói thêm gì nữa, nhưng một lúc sau điện thoại di động của Từ Nhiễm vang lên, nhìn biểu hiện khó tin của cô ta, cô biết cô ta đã bị sa thải rồi. Lý Vũ Đồng vừa cúp điện thoại, Từ Nhiễm liền quay đầu mắng cô. Cô ta có nhầm không vậy? Lý Vũ Đồng đang định nói lại chợt thấy lỗ tai cô đã bị người bên cạnh lấy tay che Chó sủa thì nghe làm gì Lý Vũ Đồng chợt nhận ra rằng Có một khoảng cách lớn giữa cấp bậc của cô và cấp bậc của Phó Hâm Trong phòng vệ sinh Cô nhìn Phó Hâm đang nắm tay cô xối nước Lúng túng và nói Điều mà Phó Tần để tâm nhất là gì Động tác của Phó Hâm dừng lại Còn đang suy nghĩ sao Lý Vũ Đồng không biết tại sao Nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh rất lạnh lùng hay là tôi giúp hai người quay lại hay là đóng băng hết thẻ ngân hàng lại cả hai người bọn họ đều đồng thanh nói lý vũ đồng kinh ngạc nhìn phó hâm cô đang nói cái gì vậy phó hâm ngẩng đầu nhìn cô được vui ghê tâm trạng của một người đàn ông thực sự khó nắm bắt thật đó hiện tại nói chuyện của chúng ta đi phó hâm bình tĩnh nói lý vũ đồng sững sờ chúng ta có chuyện gì để nói bồi thường nụ hôn đầu Lý Vũ Đồng chợt trột dạ. Anh cũng hôn em mà. Phó Hâm đâu có thiệt. Lại những hai lần. Phó Hâm cười, bề oải dựa vào bồn rửa mặt. Nếu không em hôn trả lại anh đi. À... Cơ thể cô bất ngờ được nhấc lên và đặt trên bồn rửa. Dù sao cũng không thiệt nha. Và buổi tối nọ, Phó Tần đổi điện thoại khác để gọi và nhắn tin điên cuồng cho cô. Lý Vũ Đồng tiếp tục chặn và xóa anh ta. Nằm trên giường, cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh hôm nay cô lật người vùi mình vào trong gối hôm sau cô đi làm người quản lý đã gọi điện trực tiếp cho cô và nói với cô rằng trong khoảng thời gian này thời gian của cô sẽ do phó hâm quản lý lý vũ đồng chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã có tin nhắn xuống đi linh tính mách bảo cô tin này là do phó hâm gửi đến lý vũ đồng vội vàng đi xuống vừa nhìn thấy phó hâm ở dưới hai má lại đỏ bừng lên xe Lý Vũ Đồng ngồi bên cạnh phó hâm Có chút lo lắng hỏi Chúng ta đi đâu đây? Đến nơi em sẽ biết Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh youtube Nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng kể của Hạ Vũ Nơi đó cần nửa giờ lái xe Đêm qua vì phó tần liên tục đổi số gọi quấy rối cô Cô cũng liên tục chặn và xóa Giấc ngủ cũng không được ổn định Bất trí bất giác cô đã ngủ thiếp đi Đã đến lúc cô phải tỉnh lại cô giật mình vội vàng đứng dậy nhưng vừa tỉnh dậy lên choáng váng cơ thể cô bất thình lình ngã xuống cẩn thận chứ sau lưng cô một bàn tay trực tiếp ôm cô vào lòng lý vũ đồng quay đầu nhìn về phía phó hâm có một chút kinh ngạc anh chưa xuống xe à phó hâm nhìn cô giơ tay lau khóe miệng cô em ngồi dựa vào tôi sao mà tôi xuống được lý vũ đồng cúi đầu và thấy một nếp nhăn trên vai áo phó hâm thậm chí cô còn thấy nó hơi ươn ướt, ướt lý vũ đồng vội vàng nhảy ra khỏi xe em xin lỗi vừa bước xuống xe cô đã sửng sốt đây không phải là trường đua ngựa sao một bóng người nhanh chóng đi tới lý tiểu thư đây là trang phục cưỡi ngựa mà phó tiên sinh đã chuẩn bị cho cô khi phó hâm bước xuống anh đã cởi bộ vét của mình ra chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen đi thôi lý vũ đồng không ngờ rằng phó hâm lại đưa cô đi cưỡi ngựa nhìn phó hâm đã thay quần áo cưỡi ngựa cô hơi sững sờ trước đây tỷ lệ cơ thể của anh đã rất tuyệt rồi bây giờ trông còn mờ lem hơn nữa phó hâm cảm nhận được ánh mắt của cô nói không tôi cái gì không tôi phó hâm không cho cô cưỡi một con ngựa riêng mà trực tiếp đem cô để lên ngựa của anh ta con ngựa vui mừng vẫy đuôi khi nhìn thấy anh ta không biết cưỡi tôi dạy em lý vũ đồng còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của từ dạy em thì đã bị Phó Hâm trực tiếp lôi lên ngựa rồi. Vừa lên ngựa, con ngựa trực tiếp phi đi luôn. Trước đây cô có cưỡi ngựa, nhưng đều là những con ngựa hiền lành, làm gì có con ngựa nào tốc độ điên cuồng như thế này. Lý Vũ Đồng hét lên và sợ hãi trốn trong vòng tay của Phó Hâm. Trong nỗi sợ hãi của cô, cô dường như nghe thấy tiếng cười của Phó Hâm. Thay vì chậm lại, tốc độ của con ngựa lại tăng lên. Lý Vũ Đồng sợ đến mức run cầm cập, cứ ôm chặt lấy anh khi ngựa dừng lại cô vẫn còn hoảng hồn phó hâm cười nói em không sao chứ nước mắt cô rơi không kiểm soát đây là di chứng khi cô sợ hãi phó hâm thấy cô khóc nụ cười trên mặt lập tức biến mất anh ta vội vàng lấy ngón tay lau nước mắt cho cô sao em lại khóc em bị dọa sợ sao lý vũ đồng mở miệng muốn nói là đó là phản ứng sinh lý bình thường nhưng miệng cô lại nghẹn lại phó hâm ôm cô vào lòng được được là lỗi của anh anh không nên trêu chọc em anh sai rồi em đừng khóc nữa lý vũ đồng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nghe anh an ủi cô càng cảm thấy ủy khuất hơn và nước mắt càng chảy dữ dội hơn cuối cùng phó hâm dỗ dành cô rất lâu cô mới không khóc nữa thấy vẻ mặt vui vẻ của phó hâm cô vội quay người lại có một chút ngại ngùng đang nhìn cái gì vậy nhìn em xinh đẹp mà cứ khóc mãi vì gặp bóng ma vừa rồi, cô không dám cưỡi ngựa nữa. Cô quay lại phòng thử đồ và định thay đồ. Đột nhiên một bóng người đi tới. Có vẻ như đó là cô gái vừa cưỡi ngựa bên cạnh hai người bọn họ. Cô ta giễu cợt nhìn cô. "Đừng tự mãn, tôi nói cho cô biết, phó hôm đã có hôn sự từ nhỏ, cô chỉ là món đồ chơi nhỏ của anh ta mà thôi." Lý Vũ Đồng nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. "Xin lỗi, có phải cô đang hiểu nhầm không vậy?" Tôi và anh Phó đâu phải loại quan hệ như cô nói đâu Cô nói dối ai vậy Phó Hâm Nếu cô không phải là bạn gái anh ta Anh ta sẽ đối xử với cô như vậy sao Lý Vũ Đồng giải thích Là thật đó Người phụ nữ nhìn cô như thể cô đang nói đùa Thật à Ôi tôi biết rồi Sao Phó Hâm lại có thể yêu một cô gái nhỏ bé như cô chứ Cô ta lại dám công kích cá nhân cô Lý Vũ Đồng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy Ồ, Cô ta cũng đứng dậy Cô toang rồi Sau khi thay quần áo xong Phó Hâm đã đợi cô ở ngoài một lúc Vươn tay ném cho cô một cái hộp gì đó Lý Vũ Đồng bắt lấy Túi chừa mắt Dành cho đôi mắt dưng như quả óc chó của em Người phụ nữ kia bước tới Và gọi một cách đầy quyến rũ Anh Phó Phó Hâm ánh mắt lạnh lùng Tránh ra Người phụ nữ đột ngột dừng lại Hùng hăng trừng mắt nhìn Lý Vũ Đồng một cái Trên đường về cô buộc phải đắp túi chờ mắt kia và ngủ quên mất lúc nào không biết. Ngay khi cô vừa về đến nhà, thông báo Zalo của cô hiện lên một lời mời kết bạn, và đó là một cô gái. Lý Vũ Đồng thấy nghi ngờ, nhưng vẫn ấn đồng ý. Cô chưa kịp nhắn gì, bên kia đã tự xưng danh, nói là cô gái hôm nay cô gặp. Cô ấy hẹn gặp cô ở một quán cà phê cách đó không xa. Khi hai người họ đến quán cà phê, cô gái vào thẳng vấn đề. Dạy em với, Cô gái không do dự chút nào. Làm thế nào để em có thể làm quen với Phó Hâm ấy? Tôi không biết. Em biết là chị có biết mà, chỉ cần chị chỉ cho em biết làm thế nào mới có thể cùng Phó Hâm tiếp xúc cơ thể. Em chỉ cần cơ thể của anh ta thôi, em hâm mộ nó lâu lắm rồi. Lý Vũ Đồng không ngờ rằng cô ấy không coi cô như người ngoài. Chị với anh Phó đã hôn nhau chưa? Lý Vũ Đồng gật đầu. Cô gái nghiến răng nghiến lợi. Chị đã hôn Phó Hâm rồi ư? Lúc nào? làm sao chị có thể làm được lý vũ đồng nghĩ nghĩ mấy ngày trước nhưng chỉ là cưỡng hôn cưỡng hôn tiếp theo chu thiên hỏi cặn kẽ làm sao cô có thể hôn được phó hâm nghe xong cô ấy mới chợt hiểu ra chu thiên trực tiếp đứng dậy nằm lấy tay của lý vũ đồng chị à chúng ta kết bạn rồi chờ em ngủ được với phó hâm em sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho chị em không khờ phó hâm vậy mà lại thích ăn cứng không ăn mềm kỳ thật cũng không cần Lý Vũ Đồng tò mò Sao cô cứ khăng khăng là muốn ngủ với Phó Hâm vậy Cô thích anh ta sao Chu Tiên có một chút kinh ngạc Thích á Tại anh ta trông khá vô tâm Hơn nữa em cũng không thích anh ta Ai bảo anh ta có thân hình mờ lem như thế cơ chứ Đẹp nhất trong những người em từng gặp luôn đó Nếu không ngủ với anh ta một lần Thực sự em thấy có lỗi với bản thân quá Đồng đồng Chờ em đắc thắng trở về Nói xong Chu Thiên trực tiếp lao ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vũ Đồng cũng không biết là nên phải lo lắng cho ai. Mấy ngày sau, Phó Hâm lấy toàn danh nghĩa công việc mà dẫn Lý Vũ Đồng đi chơi. Thấy thời hạn đã đến gần, Lý Vũ Đồng nắm lấy tay Phó Hâm và nghiêm túc nói: "Đã đến lúc chúng ta phải làm việc rồi." Phó Hâm nhìn cô cười nói: "Được." Nhìn về hướng chiếc xe đang đi, cô cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Cuối cùng chiếc xe đậu trước cửa nhà họ phó Lý Vũ Đồng hơi sừng sốt Phó Hâm nhìn cô Không phải em muốn đi làm việc sao Lý Vũ Đồng ôm laptop đi theo xuống xe Vừa bước vào nhà họ phó Mắt ông lão lập tức sáng lên Đồng đồng con đến chơi sao Ta nhớ con lắm đấy Lại đây lại đây Mấy ngày không gặp Hình như con gầy đi rồi Mau vào đây Để gì đi chợ mua rau Làm chút đồ ăn ngon cho con dâu Thấy ông lão chống nạng đi nhanh Lý Vũ Đồng vội chạy tới Ngài chậm một chút, cẩn thận Ông cụ rất hài lòng Làm con dâu còn hơn Nói xong ông ta nhìn Phó Hâm với ánh mắt khinh thường Con trai, có việc gì sao? Phó Hâm tùy ý ngồi ở trên sofa Người định kiếm con dâu sao? Còn cần phải kiếm sao? Người đã ở sẵn đây rồi mà Vũ Đồng, con thích ăn món gì? Ta kêu gì đi mua? Hai má cô nóng bừng, vội vàng nói Ông hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải bà hiểu bà hiểu ông lão nháy mắt người trẻ tuổi các con giờ phổ biến loại yêu đương ngầm không thích công khai bà hiểu mà không phó hâm và cháu phó hâm vợ anh ở đây lâu như vậy rót ly nước cũng không biết sao đã biết phó hâm rót bụi ly nước đặt trước mặt cô ba anh là do không có ai bồi chuyện quá nhàm chán kệ ông ấy đi phó hâm anh nói chuyện thế à Phó Hâm kéo Lý Vũ Đồng đứng dậy. "Ba, con đi làm việc đây." Bước vào phòng làm việc của Phó Hâm, Lý Vũ Đồng nhìn quanh, liền cảm thấy trang phục của cô rất giống với khí chất của anh. Sau khi làm việc, trời đã về chiều, Lý Vũ Đồng ngáp một cái. Phó Hâm đi ra ngoài, cô không nhịn được dựa vào bàn ngủ. Trong cơn choáng váng, cô cảm thấy cơ thể mình bị ôm ngang, khẽ nhắm mắt lại. Cô nhìn Phó Hâm đặt cô lên giường trong phòng làm việc, rồi đắp chăn cho cô khuôn mặt nghiêm nghị đầy dịu dàng sau đó chán cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt thật bất ngờ tim cô lỡ vài nhịp anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa vài cái rồi bước thẳng ra ngoài cô đợi cho đến khi anh đi ra ngoài rồi mới dám mở mắt lý vũ đồng đưa tay ra đặt lên ngực che trái tim lại sau đó cô lắc đầu thật nhanh không được không được anh ta là người đã có hôn sự rồi tuy nhiên dường như lý vũ đồng không thể điều khiển được trái tim mình cô càng đến gần anh cô càng mất kiểm soát khi lý vũ đồng biết rằng phó hâm phải đi công tác cô đã rất vui trong một thời gian dài cô nhóc không có lương tâm phó hâm dùng ngón tay định gõ vào đầu cô lý vũ đồng ôm chán đừng mà phó hâm kéo cô vào lòng không có anh ở bên thì nhớ phải ngoan ngoãn phải tránh xa những người có ý đồ xấu đấy nhé mặt lý vũ đồng đỏ bừng em biết rồi sau đó cô gốc không chờ nổi bảo anh đi đi Chờ anh về Phó Hâm nói Phó Hâm đi công tác Chu Thiên và cô có vẻ thân thiết hơn Chu Thiên tức giận Căn ống hút trà sữa trong miệng Chị có nghĩ rằng Phó Hâm này bị bệnh không Anh ta thậm chí không muốn có một người đẹp tuyệt vời như tôi Lý Vũ Đồng thận trọng hỏi Bà nội của tôi ơi Em đã cố gắng hết sức chưa Không nói chuyện này thì không biết Đến khi nói ra thì Chu Thiên đưa tay cho cô xem cổ tay của cô ấy phía trên có một vòng vết bầm tím lý vũ đồng vô cùng sợ hãi vội vàng đứng dậy em bị sao thế chu thiên tức giận trợn mắt còn có thể thế nào vừa cưỡng hôn đã bị anh ta bắt được anh ta cũng quá chó đi em không tin kiếp này em không ngủ được với anh ta giọng nói của chu thiên dừng lại lý vũ đồng quay đầu lại và nhìn theo ánh mắt của cô ấy đó là phó hâm anh về lúc nào vậy thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau Mặt Phó Hâm tối sầm lại. "Lý Vũ Đồng, lại đây." Chu Thiên đột nhiên đứng dậy và che trước mặt cô. "Phó Hâm, anh định làm gì vậy? Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có bắt nạt người khác." "Tránh ra." Phó Hâm thái độ khó chịu. Lý Vũ Đồng sợ Phó Hâm thật sự sẽ làm gì đó với Chu Thiên, nên vội vàng đi ra ngoài, kéo tay Phó Hâm. "Đi thôi." Lý Vũ Đồng kéo tay Phó Hâm ra ngoài, nhìn Phó Hâm trước mặt mình không hiểu sao lại cảm thấy có một chút tội lỗi anh trở về lúc nào thế phó hâm nhìn cô thấy anh về sớm như vậy em thất vọng sao chu tiên đưa cô đến quán bar và cô ấy nói rằng uống say sẽ giải quyết hết tất cả thôi lý vũ đồng đã uống rất nhiều rượu rõ ràng cơ thể cô say thật nhưng đầu óc cô vẫn rất minh mẫn chu tiên nói dối uống rượu không giải quyết được lo lắng của cô ngoài ra cô còn bị ảo giác Lý Vũ Đồng kéo Chu Thiên sang một bên. Thiên Thiên, hình như tôi bị ảo giác. Tôi nhìn thấy Phó Hâm. Chu Thiên kéo Lý Vũ Đồng lên và đẩy thẳng cô vào vòng tay của Phó Hâm. Chả anh đó. Cơ thể Lý Vũ Đồng được một đôi cánh tay chắc khỏe ôm lấy. Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể cô mềm như sợi mì lại đổ lên người anh. Cảm ơn, Phó Hâm nói. Ngồi trong xe, Lý Vũ Đồng nhìn Phó Hâm trước mặt bằng ánh mắt say rượu không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo phó hâm lý vũ đồng hét lên không thành tiếng anh lập tức đỡ lấy cô không uống được mà còn uống nhiều như vậy em có phải là đồ ngốc không lý vũ đồng hoàn toàn không thể ngồi yên cô trượt xuống người anh và cuối cùng ngã vào lòng anh má cô áp vào bụng anh lý vũ đồng giơ tay chọc chọc đây là cái gì à cô chợt nhận ra đó là cơ bụng cô thấy buồn cười lại ưỡn ngực đây là cái gì? Cơ ngực. Cái này thì sao? Bắp tay. Cái này? Cơ tam đầu. Lý Vũ Đồng giơ tay gõ nhẹ lên mặt anh. Đây là cái gì? Anh ta bất đắc dĩ. Đây là mặt. Ồ, nhìn khuôn mặt này rất ưa nhìn nha. Lý Vũ Đồng nghĩ, Chu Thiền nói đúng. Nếu không thể chiếm được tình yêu của anh ta, thì chiếm thân xác anh ta cũng coi như là không lỗ vốn. Có tí rượu vào cô to gan hơn hẳn, Cô trực tiếp hôn anh luôn. "Phó Hâm, chúng ta ngủ cùng nhau đi." Lý Vũ Đồng, em có biết mình đang nói gì không?" Giọng nói của Phó Hâm nghiêm túc. Lý Vũ Đồng không trả lời, cô thể hiện bằng hành động. Anh véo eo cô, gắt gỏng nói, "Đừng hối hận." Lý Vũ Đồng hối hận rồi, không chỉ eo, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể không phải là của cô nữa. Vào lúc 5 giờ sáng, cô đặt thẻ ngân hàng có nhiều tiền nhất bên cạnh giường của anh và nhanh chóng chạy đi. Trong tương lai, chúng ta không nên có bất kỳ quan hệ nào nữa. Lý Vũ Đồng nằm trên giường, cố gắng không khóc. Ngủ đến chiều, cô mới đi ra, hít mắt ngồi trên sofa. Dì Trương, có gì ăn không ạ? À? Còn đói quá. Lý Vũ Đồng ôm gối, nhìn xung quanh. Cả người cô bỗng trở nên tỉnh táo. Phó Hâm đang ngồi trên ghế sofa nhà cô, tay kẹp tấm thẻ ngân hàng cô để lại lúc sáng. Thấy cô nhìn sang, anh ta chậm rãi nhớ mày Em tỉnh rồi à Lý Vũ Đồng mở miệng Anh... anh... Nếu đã tỉnh thì nói chuyện của chúng ta đi Lý Vũ Đồng ngồi bật dậy chạy thẳng lên lầu Lúc chạy tới cửa Vừa định đóng cửa lại Phó Hâm dùng một tay đẩy cửa ra Sau đó vào trong rồi đóng cửa lại Lý Vũ Đồng nhìn Phó Hâm đang ở gần Và cảm thấy vô cùng trột dạ Đây là phòng của em Anh mau ra ngoài Phó Hâm cũng không vội em ngày hôm qua cũng vào phòng của anh rất công bằng sau đó mắt anh ta quét quanh phòng cô và mắt anh ta dán vào một nơi lý vũ đồng quay đầu lại nhìn đống quần áo còn chưa kịp thu dọn sắc mặt đỏ bừng chạy vội ra đó đừng nhìn lý vũ đồng ôm nó vào lòng và ném vào tủ phó hâm cười thành tiếng được không nhìn lý vũ đồng đỏ mặt vội vàng nói phó hâm chúng ta kết thúc rồi Phó Hâm nhìn cô gần từng chữ và nói Lý Vũ Đồng Em cảm thấy chuyện tối qua đã kết thúc rồi sao Lý Vũ Đồng cắn môi Ừ Ngoài ra cô đã cho anh ta tiền Đại gia Làm tốt lắm Không tôi Em đột nhiên nhớ tới còn có một số việc cần phải làm Lý Vũ Đồng vội vàng mở cửa Đang muốn chạy trốn Đúng lúc đó Ba Lý đi ngang qua cửa Sao vậy Lý Vũ Đồng né tránh Trực tiếp chui lại vào trong phòng không có gì ạ. À. Dì Trương, không phải nói có khách sao? Người đâu rồi? Không biết, chắc là đi đâu rồi. Nghe tiếng ngoài cửa, cô sợ đến tìm suýt nhảy ra ngoài. Sao hôm nay ba lý không đến công ty cơ chứ? Lý Vũ Đồng dựa vào cánh cửa, tiến thoái lưỡng nan, sợ hãi và nói, "Đừng phát ra tiếng động." Phó Hâm đến gần cô, "Tại sao? Vũ Đồng, sao trong phòng con lại có tiếng đàn ông vậy?" Ba lý đột nhiên hỏi lý vũ đồng vội vàng kiễng chân đồng thời lấy tay bịt mồm phó hâm Xuyệt! ba con đang nghe một bài hát nó được hát bởi một người đàn ông may mắn thay ba lý không nghi ngờ và rời đi đợi đến khi bên ngoài không có tiếng động lý vũ đồng mới thở phào nhẹ nhõm thật may mắn lý vũ đồng vừa định lùi lại thì cánh tay quanh eo của phó hâm đột nhiên siết chặt em giải thích đi lý vũ đồng nhìn phó hâm sao anh muốn em giải thích cái gì? Phó Hâm nói, thẻ ngân hàng này, còn có tờ giấy này. Lý Vũ Đồng để lại cho anh mảnh giấy có ghi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lý Vũ Đồng cắn môi, quay đầu không chịu nói. Không muốn nói cho anh biết, vậy anh đi hỏi Chu Thiên. Phó Hâm ra hiệu muốn ra ngoài, cô vội vàng đưa tay ra. Không được, bà Lý vẫn ở dưới nhà. Phó Hâm nói, vậy em nói đi, Lý Vũ Đồng nhìn xuống, nghĩ đến anh và vị hôn thê của anh, sống mũi cô cay cay. Anh có vị hôn thê rồi, em không thể. Cô ấy nhất định là người rất tốt. Anh Lý Vũ Đồng ngẩng đầu lên, cô nén nước mắt, gượng cười. Anh nhất định phải hạnh phúc. Cho nên, đây là nguyên nhân thời gian này em đang ấm áp với anh đột nhiên lại lạnh lùng. Phó Hâm hỏi cô, Lý Vũ Đồng gật đầu. Nhưng Phó Hâm đột nhiên cười lên. Dùng tay gật đầu với cô. Em có phải là đồ ngốc không? Cô nhìn anh khó hiểu, tay anh lau khóe mắt cô. Đi thôi. Trước khi cô có thể phản ứng, anh ta đã kéo cô ra ngoài và cô nghĩ rằng đã quá muộn để ngăn anh ta lại. Anh Lý. Ba Lý quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phó Hâm. Tiểu Hâm. Sau đó ba Lý vui vẻ đứng dậy, bước nhanh tới. Tiểu Hâm, em tới sao không nói với anh, mau ngồi xuống đi. Ba Lý kéo Phó Hâm lại ngồi xuống Nhưng Phó Hâm lại ngăn lại Anh Lý Hôm nay em tới đây là có chuyện bàn Ba Lý dừng lại Hơi bối rối Chuyện gì vậy Phó Hâm nói Là chuyện về em và Vũ Đồng Lúc này Ba Lý mới ý thức được điều gì Cục mắt xuống nhìn Phó Hâm đang nắm tay cô Lúc đó cô như nhìn thấy ánh mắt của ba cô Tao coi mày như anh em Mà mày lại đào củ cải nhỏ của nhà tao Nhóc con một giọng nói lớn vang lên từ ngoài cửa lý vũ đồng quay đầu lại là ông lão phó đằng sau ông có một người đang ôm một cái hộp thấy cô ông lão mừng rỡ gọi vũ đồng lý vũ đồng lập tức đi tới đỡ ông lão sao ông lại tới đây ông lão không hài lòng trừng mắt nhìn phó hâm không phải thằng nhóc này vừa mới nhắn ta tới sao lý vũ đồng quay đầu lại ngạc nhiên nhìn phó hâm ba lý vội chạy tới thầy phó sao thầy lại ở đây ông lão chào hỏi người bên cạnh vội vàng cầm lấy cái hộp mở ra bên trong có một bức thư viết tay giấy đã ố vàng cũ kỹ ông lão lấy ra và nói lý thiếu gia đây là thư tay cha con viết khi còn nhỏ đã thống nhất nếu con cháu có trai gái thì sẽ ở kết hôn với nhau bức thư viết tay này là bản sao mỗi bên có một cái mặc dù phó hâm hơi lớn tuổi không thực sự xứng đôi với vũ đồng cho lắm nhưng bọn trẻ thích nhau thì chúng ta cũng nên tác thành cho chúng. Lý Vũ Đồng nhìn nét chữ trên tay ông già và hoàn toàn chết lặng. Cô và Phó Hâm. Bà Lý dường như vừa mới phản ứng lại. Chuyện này đúng là có thật, nhưng... Giới trẻ bây giờ để ý đến tình yêu tự do. Bức thư này làm sao mà gượng ép được? Anh Lý. Phó Hâm tiến lên một bước. Em nói việc này không phải là ép buộc, mà là để cô ấy không bị hiểu lầm. Đồng thời đó cũng là đáp án của em Tay Lý Vũ Đồng bị phó hâm nắm lên Chỉ cần Vũ Đồng đồng ý Em nguyện yêu cô ấy suốt đời Ba Lý nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người bọn họ Hồi lâu mới phản ứng lại nhìn cô Vũ Đồng Con thấy thế nào Đầu cô ong ong Như thể có rất nhiều con ong đang bay lượn trong đó Nhưng điều duy nhất của chắc chắn là Ba Con thích anh ấy Ba Lý trầm mặc hồi lâu Con về phòng trước đi lý vũ đồng lướt nhìn phó hâm phó hâm buông tay cô ra nhẹ nhàng vỗ lưng cô em về phòng trước đi lý vũ đồng quay trở lại phòng và phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra rằng trái tim mình đang đập dữ dội nhấc điện thoại lên cô điên cuồng gửi tin nhắn cho chu thiên chu thiên mất một lúc sau mới có tin nhắn lại sao thế chị vị hôn thê của phó hâm là chị đối tượng có hôn ước với anh ấy từ nhỏ là chị Lý Vũ Đồng nóng lòng muốn báo tin này cho cả thế giới. Bên kia điện thoại lập tức truyền đến, tiếng nói khiếp sợ vang lên. Sao lại như thế? Lý Vũ Đồng giải thích rõ ràng sự tình. Chu Thiên cũng ngẩn ra. Như vậy mà cũng được à? Lý Vũ Đồng mỉm cười hạnh phúc. Chu Thiên, chị rất vui. Bỏ qua chuyện đó, vậy đêm qua... Nghe Thiên Thiên nhắc tới chuyện đêm qua, hai má cô lập tức đỏ bừng. Chị còn có việc phải làm, chị cúp máy trước nhé vừa cúp điện thoại bên kia nhắn tin không ngừng tới chú thiên nhắn tiểu đồng đồng cố lên nào hai má lý vũ đồng ửng hồng em đang xem cái gì mặt lại đỏ như vậy lý vũ đồng giật mình bởi âm thanh đột ngột làm rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trong tay bang vừa khéo màn hình hướng lên trên phó hâm nhặt điện thoại lên và nhìn vào màn hình lý vũ đồng vội chạy tới trả điện thoại lại cho em phó hâm một tay dơ cao điện thoại tay kia ôm chặt lấy cô cô nhoài người lên muốn lấy trả lại cho em trả lại cho em cố lên phó hâm nhìn lý vũ đồng sau đó xoa đầu cô thật à cái gì thật thật cái gì cô vậy chúng ta nói chuyện đi nhìn ánh mắt tinh nghịch của phó hâm cô đỏ mặt chuyển đề tài ba em bên kia ổn rồi phó hâm kéo cô xuống đúng như dự đoán vẻ mặt của ba lý đã rất thoải mái đang nói chuyện phiếm với ông già lý vũ đồng nhìn phó hâm kéo cô ra ngoài vội vàng và nói chúng ta đi đâu sao không chúng ta đến thế giới hai người ngồi trên xe cô cảm thấy hạnh phúc của mình vỡ òa lý vũ đồng cảm thấy thế giới xung quanh mình giờ phút này nó cứ ảo ảo kiểu gì ấy nhìn phó hâm cô chợt nghĩ đến một câu hỏi phó hâm anh yêu em từ khi nào vậy phó hâm đáp từ lâu lắm rồi Lý Vũ Đồng nhìn anh ta hơi kinh ngạc. Từ lâu? Chà, có lẽ từ khi em còn là bạn gái của Phó Tần. Lý Vũ Đồng rất ngạc nhiên. Nhưng em đã gặp anh bao giờ đâu? Phó Hâm nhìn qua nhớ mày. Anh đã gặp em không chỉ một lần. Lý Vũ Đồng càng ngạc nhiên hơn. Vậy là anh... Phó Hâm gật đầu. Lý Vũ Đồng nghĩ về điều đó. Vậy nếu Phó Tần không lừa dối, chúng ta không thể ở bên nhau thì lúc đó anh chắc thành chú hai của em luôn nhỉ nói xong cô lợi dụng đèn đỏ trực tiếp dựa vào người anh gọi chú hai đừng có mơ phó hâm trực tiếp kéo cô qua phó hâm cắn môi em chỉ có thể là của anh đèn xanh đèn xanh kia lý vũ đồng vội vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh lý vũ đồng quay đầu lén nhìn phó hâm đang lái xe em cười cái gì hả phó hâm buồn cười nhìn cô cười vì em có bạn trai rất đẹp trai phải không lì vũ đồng tự tin nếu thế thì phải để anh cười phó hâm dừng xe kéo cô lại bởi vì anh là châu già được gặm cỏ no nó mấy quý khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện ngoại truyện 1 đêm trước ngày cưới cô hỏi phó hâm tại sao anh lại giấu em không nói cho em biết em là vợ chưa cưới của anh làm cô ghen tị trong một thời gian dài đó hừ chẳng phải do anh sợ rằng em nghĩ anh tiếp cận em vì hôn ước giao, cho nên mới bảo ba anh giấu giếm em. cũng đâu biết là làm cho em hiểu nhầm như vậy chứ. Phó Hâm bất lực nói. Lý Vũ Đồng bĩu môi. vậy sao anh có thể chắc chắn em sẽ là vị hôn thê của anh? Ông nội chỉ giao ước với con cháu thôi. lại nói em và Phó Tần. Lý Vũ Đồng còn chưa nói xong, anh liền nói chen vào. em không thích đó, mà anh cũng không thích người khác. Lý Vũ Đồng cười lớn. Nói nghe hợp lý ghê luôn á Ngoại chuyện 2 Sau khi kết hôn Cô đã gặp Phó Tần vài lần Nhìn thấy khuôn mặt tái nhật của Phó Tần Cô bị choáng luôn Vũ Đồng Em bảo chú hai mở thẻ ngân hàng của anh ra đi mà Lý Vũ Đồng nghe nói Rằng anh ta không có tiền Từ nhiễm dứt khoát bỏ anh ta luôn Vì để sống mà anh ta đã vay tiền khắp nơi Người nhà họ Phó Sau khi biết việc anh ta làm với cô Một xu cũng không cho anh ta nữa hình như anh ta còn bị đuổi khỏi nhà lý vũ đồng nhìn phó tần đang đứng trước mặt cô hỗn láo gọi thím hai bây giờ cô là thím hai của anh ta làm sao lại nói chuyện như vậy được phó tần sắc mặt càng thêm khó coi thanh âm giống như đang nghiến răng thím hai lý vũ đồng bật cười thành tiếng ôi tiểu tần con cũng biết chú hai là người quyết định mọi việc hệ trọng trong nhà sao thím có thể quyết định cơ chứ hay là con đi tìm chú hai đi cái này mà cũng dám hỏi Phó hâm vừa vào cửa Liền cởi áo ngoài Trực tiếp đến ôm lấy cô Sau đó đặt lên bàn món yêu thích của cô Anh chỉ tiện tay mua Không biết là có ngon không nữa Lý Vũ Đồng nép vào lòng phó hâm Làm nũng Chỉ cần anh mua là được Phó hâm không thể cưỡng lại được hành động Như một đứa trẻ của cô Vì vậy anh ôm cô vào lòng Sau đó liền hôn cô Anh nghiến răng ghé sát vào tai cô Chờ anh chút lý vũ đồng vùi đầu vào vòng tay anh và mỉm cười hạnh phúc chú hai phó tần nói từ bên cạnh phó hâm quay đầu lại ra ngoài phó tần đến cái rắm cũng không dám thả vội cụp đuôi bước ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại cả người cô bị nhấc bổng lên cao cô sợ hãi hét lên một tiếng vội vàng ôm chặt lấy phó hâm anh quyết định mọi việc trong nhà khi nào em lấy anh ra làm lá chắn lý vũ đồng vô tư đá chân có sao có sao phó hâm nhất chân đi lên lầu vậy chuyện sinh con để anh quyết định đi quý khán thính giả vừa lắng nghe chọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới cũng như nhấn like chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi Hạ Vũ và ekip kênh chuyện xin mến chào và hẹn gặp lại